Chào mừng các bạn đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Trúc Nhi Diệu Nhi tập đứng tập bò. Sau gần 2 tháng phẫu thuật tách, bé Trúc Nhi Diệu Nhi hồi phục, hiếu động, thích nghe nhạc, hàng ngày tập bò để lên sức cơ tay. Đều đặn 14 giờ hàng ngày, các kỹ thuật viên Bệnh viện Nhi đồng thành phố lại tập luyện cho hai bé Trúc Nhi bên trái và Diệu Nhi những bài tập trị liệu phục hồi chức năng từ dễ tới khó. Mỗi bài tập đều có sự tham gia của cha mẹ hai bé. Trong ảnh là chuyên viên ngôn ngữ trị liệu hướng dẫn bài tập ăn trong khoảng 30 phút cho hai bé tập dùng muỗng múc thức ăn. Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, nay tròn 14 tháng tuổi, là chị em song sinh từng dính liền vùng bụng chậu, tư thế mặt đối mặt, kiểu cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. 2 tháng trước, gần 100 y bác sĩ từ các bệnh viện lớn miền Nam đã tổ chức thành công đại phẫu thuật mổ tách hai bé. Chuyên viên vật lý trị liệu tập cho Trúc Nhi tự ngồi dậy và kéo giãn cơ vùng chậu hông. Đây là bài tập vận động đầu tiên giúp bé có thể ngồi và ngồi vững. Đặt Diệu Nhi nằm xuống sàn, chuyên viên vật lý trị liệu và mẹ bé, chị Trần Thị Hồng Thúy hỗ trợ bé thực hiện các động tác bắc cầu, một bài tập mạnh giúp cơ hông và hai chân của bé chịu lực tốt, hỗ trợ cho việc tập đi sắp tới. Mỗi bài tập, hai bé được các chuyên viên bố trí các không gian nhiều màu sắc và vật dụng khác nhau. Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, trưởng khoa phục hồi chức năng và bố mẹ của hai bé Trúc Nhi Diệu Nhi cho hai em thực hiện bài tập phát triển chức năng vận động, giúp bé kích thích cảm giác bản thể, tiền đình và phát triển thăng bằng ngồi. Trúc Nhi được mẹ và chuyên viên hỗ trợ bài tập đứng bằng cách vịn vào khung thép. Hai bé được bố mẹ và các chuyên viên vật lý trị liệu tập thăng bằng trên xe đẩy. Đây cũng chính là phút vui chơi hiếm hoi của hai chị em trong khuôn viên khoa phục hồi chức năng trước khi tiếp tục các bài tập trị liệu trong ngày. Sau khi chơi, Diệu Nhi bên trái và Trúc Nhi chuyển sang bài tập về ngôn ngữ trị liệu nhằm phát triển kỹ năng tiền đọc viết và giao tiếp. Hai bé mất khoảng 10 phút cho bài tập này. Tại giường bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên động viên Trúc Nhi tập bò. Bé gái 14 tháng tuổi đã tự trụ trên hai chân và dùng sức chịu lực của hai tay. Bé bò còn khó khăn nhưng rất cố gắng. Trúc Nhi cười tít mắt khi thấy ống máy ảnh. Nằm trên giường, em thường xuyên bò trườn, đùa giỡn khi gặp các điều dưỡng. Trúc Nhi đưa tay lên cao và lắc lư khi nghe nhạc. Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết sức khỏe của hai chị em tiến triển rất tốt, nhất là trí giác, lanh lợi và vui vẻ. Hai chân các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Hy vọng trong khoảng 2 tháng tới, khi bé đứng vững, trục chân thẳng, không cần bấu vịn thì sẽ bắt đầu tập đi, bà Thuận nói. Vừa được bế sang giường bên cạnh chơi, Diệu Nhi liền ôm hôn và nắm tay Trúc Nhi. Hai bé biết tạo dáng khi cả nhà cùng chụp ảnh. Mỗi ngày đến giờ ăn và uống sữa, ba mẹ luôn có mặt để cùng các điều dưỡng cho hai bé ăn. Thấy hai con khỏe, vận động được, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và mừng rơi nước mắt. Gia đình xin cảm ơn toàn bộ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã giúp hai bé được khỏe mạnh như ngày hôm nay, chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ bé nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.